Tối qua, theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đắc kỷ nhiệm kỳ 3 sau khi đánh bại đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 khá kịch tính. Ông Erdogan giành chiến thắng với 52,14% phiếu ủng hộ, hơn đối thủ nhờ hơn khoảng 2,2 triệu phiếu, ngay sau khi Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả kiểm phiếu, nhiều lãnh đạo trên thế giới bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chúc mừng ông Erdogan. Tiếp theo sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác chúng tôi vừa cập nhật. Cung tắc lớn đã xảy ra tại các sân bay của Vương quốc Anh do sự cố hệ thống toàn quốc ảnh hưởng tới các cổng kiểm soát biên giới tự động, quét hộ chiếu của khách đến. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những hàng dài người chờ đợi nhiều giờ liền ở các sân bay Heathrow và Gatwick ở thủ đô London. Tình trạng này xảy ra vào đúng thời điểm đi lại nhộn nhịp vì hiện là kỳ nghỉ mùa xuân và là thời điểm nghỉ giữa kỳ của các trường học. Bộ nội vụ Anh đang liên hệ với các cơ quan vận hành cảng sân bay và các hãng hàng không để giảm thiểu sự gián đoạn cho hành khách. Heathrow, sân bay đông đúc nhất nước Anh cho biết đã triển khai thêm nhân viên để làm thủ tục cho dòng người đang chờ đợi và đang phối hợp với lực lượng biên phòng để giải quyết vấn đề này. Máy bay chở khách thân hẹp C919 do Trung Quốc sản xuất đã khởi hành từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu tiên bay thương mại. Theo đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, hành khách sẽ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt để kỷ niệm máy bay nội địa đầu tiên đi vào hoạt động. C919 là máy bay chở khách cỡ lớn đầu tiên do tập đoàn hàng không thương mại Trung Quốc COMAC thuộc sở hữu nhà nước chế tạo, nhưng nhiều bộ phận có nguồn gốc từ nước ngoài. COMAC bắt đầu phát triển C919 cách đây 15 năm. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào việc sản xuất máy bay trong nước trong bối cảnh tìm cách tự túc về các công nghệ chủ chốt. Bắc Kinh hy vọng C919 sẽ thách thức các mẫu máy bay phổ biến của nước ngoài như Boeing 737 Max và Airbus A320. Như Berlin, công ty Tiên Phong trong việc cấy ghép thiết bị vào não người của tỷ phú Elon Musk đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm đầu tiên trên người sau khi được cơ quan quản lý ở Mỹ chấp thuận. Cụ thể, Cơ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã bật đèn xanh để Neuralink được thực hiện một thử nghiệm lâm sàng trên con người. Điều này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng cho Neuralink bởi công ty đã phải vượt qua rất nhiều rào cản để được FDA cấp phép. Trong một tin nhắn gửi lên mạng xã hội Twitter, Neuralink cho biết sự chấp thuận của cơ quan quản lý về cấy chip vào não người đại diện cho một bước tiến quan trọng đầu tiên mà ngày nào đó sẽ khiến công nghệ của công ty giúp đỡ được nhiều người hơn. Neuralink hiện chưa công bố thêm nhiều chi tiết về mục tiêu của nghiên cứu, chỉ nói rằng công ty chưa tiến hành tuyển tình nguyện viên và sẽ sớm công bố thêm thông tin. Thiết bị do Neuralink phát triển được đưa vào não người thông qua phẫu thuật bằng robot, có thể giải mã hoạt động của não và liên kết thiết bị này với máy tính. Cho đến nay, Neuralink mới chỉ thử nghiệm thiết bị này trên động vật. Thiết bị có kích thước bằng đồng xu này đã được cấy vào hộp sọ của khỉ và nhiều loài vật khác. Nếu chấp thuận, Đức sẽ là quốc gia châu Âu thứ hai viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, Anh đã chuyển tên lửa Storm Shadow với tầm bắn 250 km cho Ukraina. Ngoài Anh, một số nước phương Tây khác đang trần trừ trong việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraina do lo ngại có thể sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Moscow gần đây tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ các loại khí tài này. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền nhưng khẳng định vẫn tiếp tục giữ vững cương vị người đứng đầu đất nước. Tổng thống Vučić đã công bố quyết định từ chức tại Đại hội Đảng Tiến bộ Serbia. Đảng Tiến bộ Serbia đã chấp thuận đơn từ chức của ông Vučić và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Milo Vucevic vào vị trí lãnh đạo đảng. Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Milo Vucevic xác nhận Đảng Tiến bộ Serbia sẽ tham gia vào một tổ chức chính trị lớn hơn do Tổng thống xích lên kế hoạch, thành lập vào ngày 28 tháng 6 tới. Tổ chức có tên gọi phong trào vì người dân và nhà nước nhằm mục đích củng cố sự thống nhất của đất nước và năng lực chính trị để vượt qua hai hoặc ba năm khủng hoảng tiếp theo mà theo Tổng thống xích sẽ mang tính quyết định đối với tương lai của Serbia. Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết tỷ lệ dự trữ vàng và ngoại tệ chính thức của đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất gần 3 thập kỷ, ở mức 58% trong quý 4 năm 2022. Điều này cho thấy quá trình đa dạng hóa khỏi đồng bạc xanh của các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc. Trong những năm gần đây, vị thế lâu dài của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền thống trị thế giới đã bị xói mòn dần trong bối cảnh lo ngại về nợ công của Mỹ tăng vọt và các biện pháp trừng phạt được áp đặt trên phạm vi rộng sử dụng đồng đô la Mỹ làm đoàn bẩy. Trong khi đó, theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, tỷ lệ đồng nhân dân tệ trong các giao dịch ngoại hối phi tập trung toàn cầu đã tăng từ 0% cách đây 15 năm lên 7%. Bằng cách trích nọc ong lên da người, chuyên gia trị liệu Isam Oda đã chữa khỏi các bệnh như sơ cứng, thấp khớp cho nhiều bệnh nhân ở Syria. Ông Oda cho biết liệu pháp trị liệu bằng nọc ong là một hình thức điều trị tương đối rẻ tiền nhưng vô cùng hiệu quả. Ông bắt đầu hành nghề vào năm 2015 sau khi dành nhiều năm nghiên cứu về nọc ong. Phương pháp của ông Oda không chỉ đơn thuần sử dụng nọc ong để chữa bệnh mà còn kết hợp phấn hoa và keo ong trong toàn bộ quá trình trị liệu. Theo ông Oda, sức khỏe của người bệnh luôn được ưu tiên hàng đầu, do đó liệu trình chữa bệnh bằng phương pháp ong đốt được đưa ra với mức giá hợp lý đối với nhiều người dân. Chi phí của mỗi liệu trình khoảng 4 đô la Mỹ. Nọc ong có thành phần chống viêm, giúp giảm đau. Mặc dù được cho là có nhiều lợi ích, nhưng phương pháp này vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới y tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Na Uy đã diễn ra hội nghị không gian toàn cầu về biến đổi khí hậu năm 2023, hay gọi tắt là GLOCK 2023. Hội nghị do Liên đoàn Du hành Vũ trụ Quốc tế và Cơ quan Vũ trụ Na Uy phối hợp tổ chức với hy vọng GLOC 2023 sẽ đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm hiểu rõ hơn và chống lại biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên không gian. Hội nghị kéo dài 3 ngày đã quy tụ gần 600 chuyên gia từ 45 quốc gia và khu vực làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau để chia sẻ những khám phá và giải pháp của họ cho các vấn đề về môi trường. Đây là hội nghị đầu tiên trong lĩnh vực này được tổ chức với chủ đề Lửa và Băng, không gian trong hành động khí hậu. Được hy vọng là sẽ giải quyết các chủ đề được quan tâm khác nhau liên quan đến không gian và biến đổi khí hậu với 6 trọng tâm cụ thể. Đó là biến đổi khí hậu tác động đến môi trường. Các ứng dụng và dịch vụ được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với chính sách và pháp luật. Cơ hội thương mại được tạo ra bởi khí hậu thay đổi. Hợp tác quốc tế hiện tại và tương lai trong các nhiệm vụ không gian liên quan đến biến đổi khí hậu. Các khía cạnh xã hội, truyền thông, kinh tế và văn hóa của thay đổi môi trường. Hội nghị không gian toàn cầu về biến đổi khí hậu. Hội nghị không gian toàn cầu về biến đổi khí hậu mong muốn cung cấp một nền tảng cho cộng đồng vũ trụ góp phần chống lại biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên không gian. Chúng tôi mong đợi từ kết quả hội nghị này, nơi các nhà lãnh đạo, các chuyên gia đã tập hợp với nhau để tranh luận nhằm đạt được một số thỏa thuận, một số tài liệu, một số yếu tố kỹ thuật mà chúng tôi có thể sử dụng để thông báo cho quy trình COP. Vì vậy, COP 28 sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Chúng tôi sẽ sử dụng nội dung này để thông báo cho các đại biểu cùng nhau tham dự hội nghị COP. Vì vậy, điều này sẽ thực sự quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi có thể sử dụng cộng đồng không gian và dữ liệu nào để từ đây để thông báo cho những người ra quyết định. Đây là một cơ hội tốt để cộng đồng vũ trụ đóng góp thông tin và giải pháp sáng suốt cho phiên họp COP 28 của hội nghị các bên trong khuôn khổ Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào cuối năm nay. Khi thế giới đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên không gian thì nhiều quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này đó là Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu và gần đây là Trung Quốc đã nỗ lực phát triển tàu vũ trụ giúp nhân loại thoát khỏi các cuộc khủng hoảng liên quan đến biến đổi khí hậu. Các vệ tinh có độ nét cao mang tên Gaofen của Trung Quốc đã giúp ứng phó hiệu quả với hàng trăm thảm họa lớn ở 36 quốc gia và khu vực trên thế giới. Chỉ là dữ liệu thô có dung lượng lớn hàng terabyte thông tin từ các cơ quan chính phủ thuộc các lĩnh vực công cộng. Bây giờ, câu hỏi tôi đặt ra là làm thế nào để bạn lấy dữ liệu đó và đưa nó vào một dạng hữu ích hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách và ra quyết định làm cách nào để chúng tôi biến dữ liệu đó thành hành động tôi nghĩ đây là một thách thức lớn làm cách nào để chúng tôi truyền đạt lại dữ liệu đó cho công chúng để họ có thể hiểu ý nghĩa về dữ liệu đó đối với họ với tư cách là chủ doanh nghiệp với tư cách là người có một gia đình một người có tài sản có thể gặp rủi ro do thời tiết khắc nghiệt đây là những điều chúng ta cần phải làm để cho nó trở nên hữu hình hơn